Độc lạ, sau vụ hàng nghìn tấn mật ong được làm từ mạch nha bị thù giữ thì gần đây dân mạng truyền tai nhau thương hiệu mật ong Phương Di ở Gia Lai vô cùng uy tín, chất lượng không những nuôi ong theo quy trình Việt Gáp mà sản phẩm còn đạt O cấp 4 sao. Từ ngày sai mật đến khi thu hoạch được cái hũ mật ong như thế này là tầm 20 đến 25 ngày. Một loại mật ong được thu hoạch không qua quá trình vắt lọc, không qua quá trình xử lý công nghiệp, hoàn toàn nguyên chất, chắc chắn ai cũng muốn sử dụng nó. Bên trong thùng ong thông minh gồm có 2 tầng, tầng dưới gồm những cầu ong gỗ truyền thống là nơi dành cho đàn ong sinh trưởng và phát triển. Tầng kế bên trên gồm những cầu ong nhựa. Giữa hai tầng sẽ được ngăn một cái vách trắng chúa để con ong chúa không bò được lên tầng trên và đẻ trứng tràn lan. Khi mật được tha về đầy tổ, chúng sẽ dùng xác ong để vít hết các lỗ lục lăng. Người ta sẽ dùng khói để đuổi đàn ong đi khi thu hoạch mật. Dùng thanh khóa đút vào trong cầu ong quay theo chiều kim đồng hồ, các lục lăng sẽ tự động mở ra và mật sẽ chảy xuống và theo đường ống ra bên ngoài chảy vào lọ thủy tinh. Phần đen đen dưới bên ống là keo ong, đây là một cái dược liệu rất là quý để dùng để sản xuất thuốc. Và như vậy ta đã có một lọ mật ong hoa rừng từ hợp tác xã mật ong Phương Di.